và có một cái kinh nghiệm của tôi xin được chia sẻ như thế này. Thì đây là một câu chuyện có thật. Thì cái lúc đó tôi nhớ là 2012, đầu 2012, thì lúc đó tôi chuẩn bị đi qua tới chuẩn bị đi Campuchia. Thì tôi có nhớ không lầm rằng tôi có một lần tôi nhậu với một người bạn, thì một người bạn cũng họ không biết tôi là Đặng Chí Hùng. Người bạn đó thì họ không có chính trị gì cả, họ cũng không quan tâm đến lắm, nhưng mà họ có nghe đài BBC. Và có một lần thì cậu ta buột miệng nói, tôi thấy ở trên đài đó là xuống núi, họ phát hay lắm, nhiều cái bản tin dẫn, nhiều cái bình luận rất là hay. Tôi có hỏi là tại sao anh biết là đã xuống núi, và thì tôi có lái xe ô tô và tôi vô tình thì tôi nghe nghe đài của buổi đêm khi mà đi đường xa mà bật đài BBC được nghe. Tôi nói là thì anh ta có khen rằng biết một số bài của Đặng Chí Hùng rất là hay. Thì tôi thực sự là trong lòng rất là mừng, nhưng mà không thứ nhất là không thể nói được về sự an toàn, thứ hai là tôi nghĩ rằng không cần biết mình làm được gì, và cũng chẳng cần anh ta biết mình là ai, nhưng miễn là anh ta cảm nhận được những gì mình làm và anh em cùng làm, đem sự thật đến những người dân, đó là một điều hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng số người như anh ta rất nhiều, và bằng chứng cụ thể là khi mà tôi vừa mới tới Canada định cư được một tuần thì đã có vài khán thính giả đã gửi thư cho đài, và sau đó thì tôi đã gửi cảm ơn lại họ. Thì đó là một cái sự quan tâm trìu mến của đồng bào dành cho đài, đó là một điều hạnh phúc của tôi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại cái phần thứ hai, đó là việc ra mắt cái chương trình Đổ Thông Minh Hành Trình 45 năm hoạt động 1970-2015. Thưa quý vị, Đổ Thông Minh là một học giả ở bên Nhật. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái buổi ra mắt này thì anh Đổ Thông Minh cũng có phát hành hai cái quyển, đó là một cái quyển đó là Dựng Lại Việt Nam. Đó là một tham luận gồm một cái thằng chính trị nói về cái cuộc đấu tranh nhằm triệt để lật đổ Cộng sản Việt Nam. Dựng Lại Việt Nam gồm có 7 bài phân tích về tình hình Việt Nam và 9 bài là chúng ta phải làm gì. Nêu lên những phương thức đấu tranh cụ thể qua kinh nghiệm của bản thân, không phải là bản thân Đỗ Thông Minh mà là bản thân Đặng Chí Hùng. Và cái quyển thứ hai đó là quyển Vòng Quay Hàng Nhát, đó là những tuyển tập truyện ngắn và thơ. Cái tuyển tập Vòng Quay Hàng Nhát này gồm có 13 truyện ngắn nói về những góc cạnh của xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng sản và 77 bài thơ viết về nhiều đề tài khác nhau để mà quay quanh về thân phận, vận nước và kể cả tình yêu cũng của Đặng Chí Hùng. Vâng, thì vì cái buổi ra mắt sách này có những cái quyển của Đặng Chí Hùng, thì thứ nhất Hùng có thể cho mọi người cùng biết được rằng cơ duyên nào mà Hùng gặp học giả Đỗ Thông Minh và nhờ độc giả Thông Minh xuất bản những tập sách này. Chú mời Hùng. Dạ thưa quý thính giả, thưa chú nghệ lữ, thì cái này phải nói rõ là như thế này. Thì thực sự mà nói thì đầu tiên thì cũng là vô tình. Thì tôi lúc mà còn ở Việt Nam thì có tham gia một số diễn đàn Pan Talk, và vô tình chính là tôi đầu tiên là gặp chú nghệ lữ. Rồi thông qua chú nghệ lữ thì cũng trên Pan Talk đó thì có gặp chú Đỗ Thông Minh, cũng chỉ là gặp trên Internet rồi trao đổi qua email chứ cũng chưa biết mặt nhau, vì lúc đó tôi còn ở Việt Nam. Và sau khi mà tôi như tôi ở tù Thái Lan thì lúc đó thì tôi có thời gian và tôi hoàn thiện lại cái cuốn sách Dựng Lại Việt Nam lẫn cuốn Vòng Quay Hàng Nhát. Và trong thời gian đó thì chính tôi cũng đã liên lạc với lại chú Nghĩa Lữ, và cái điều này thì chắc là chú Nghĩa Lữ không muốn nói ra nhưng mà tôi tự nói thì hay hơn. Thì chúng tôi có liên lạc với nhau và chú Nghĩa Lữ cũng rất là muốn giúp tôi để đem cái ý tưởng của tôi đến với đồng bào, và chú Nghĩa Lữ có giới thiệu cho tôi học giả Đỗ Thông Minh. Và từ đó thì tôi biết rằng học giả Đỗ Thông Minh cũng có khả năng in sách, và tôi đã gửi cái bản thảo này qua một số người bạn tôi nhờ họ đánh máy lại rồi chuyển đến cho học giả Đỗ Thông Minh thông qua chú Nghệ Lữ. Và từ đó thì học giả Đỗ Thông Minh đã in hai cuốn Dựng Lại Việt Nam và Vòng Quay Hàn Nhát. Thì thực sự mà nói cũng là cái cơ duyên thông qua chú Nghệ Lữ rồi rồi biết chú Đỗ Thông Minh, và chúng tôi cảm giác là rất là vui bởi vì có sự giúp đỡ của chú Nghĩa Lữ cũng như chú Đỗ Thông Minh thì tôi mới có được hai cuốn sách Dựng Lại Việt Nam Vòng Quay Hèn Nhát để truyền tải những cái tư tưởng, những cái tình cảm của tôi đối với quê hương dân tộc đến cho đồng bào. Những quyển mà chúng ta đã biết, đó là những sự thật cần biết, hay là những sự thật cần phải biết, những sự thật không thể chối bỏ và những sự thật cần phải biết, thì cũng đã được anh Trần Phong Vũ cũng giống như là anh Nguyên Thao cũng đã có xuất bản tập 1. Thì được biết được rằng Hùng đã đến bến bờ tự do, nhưng mà là một người đấu tranh thì chắc chắn rằng Hùng có thể kể cho mọi người biết được rằng Hùng đã tiếp tục những công việc gì để vẫn giữ vững được cái con đường là đồng hành với sự đấu tranh đòi hỏi dân chủ dân quyền ở trong nước, đòi việc là phải giải thể được chế độ Cộng sản. Chú mời Hùng. Thưa quý khán thính giả, thưa chú Nghĩa Lữ, thì phải nói đầu tiên đấy,
là tôi thì không dám nhận mình là nhà đấu tranh, cũng không bao giờ nhận mình là nhà báo, bởi vì tôi không phải là nhà đấu tranh, cũng chẳng phải nhà báo, tôi chỉ là một người yêu nước, đơn giản thế thôi. Và tôi viết là cái tay trái của tôi, thành ra tôi biết rằng tôi viết cũng không hay, nhưng mà tôi viết bằng cái tâm của mình. Thì khi mà tới Canada này thì cũng rất là nhiều thuận lợi và nhiều khó khăn. Cái thuận lợi ấy là được tự do và được sống trong vòng tay của đồng bào hải ngoại rất là yêu thương, và cái khó khăn là xa cách những cái quan hệ đấu tranh của những anh em trong nước. Nhưng mà tôi thì ngoài cái vấn đề liên hệ anh em trong nước đấu tranh thì vẫn tiếp tục làm công việc âm thầm. Thì như các quý vị đã biết thì 3 ngày sau khi đến Toronto thì tôi đã viết bài báo đầu tiên cho Đài Đáp Lời Sông Núi. Và như các quý vị đã biết thì hiện nay tôi có hợp tác với báo Thời Mới Canada và viết bài bình luận cho họ, rồi tôi cũng hợp tác của Đài Đáp Lời Sông Núi để biên tập chương trình bình luận cùng với Đài Đáp Lời Sông Núi, và chương trình đấy là sự thật. Ngoài ra thì thưa quý khán thính giả, cuốn một của Những Thứ Cần Phải Biết đã được xuất bản bởi nhà xuất bản Tiếng Quê Hương của nhà văn Trần Phong Vũ và nhà văn Nguyên Thao. Cuốn 2 thì hai nhà văn Trần Phong Vũ và Nguyên Thao đang biên soạn đến khâu cuối cùng, và có lẽ là từ giờ đến cuối năm nó sẽ được xuất bản. Và cuốn 3 thì tôi đang viết và đang xuất bản trên Internet hàng tuần, tức là và có thể là 2 tuần cho đến 3 tuần nếu như tôi bận một lần một bài, thì có lẽ là từ nay đến đầu sang năm cũng sẽ xong toàn bộ cuốn 3, và có lẽ là cuốn 3 cũng sẽ được xuất bản trong sau khi mà đã public xong trên Internet. Ngoài ra thì chúng ta đã biết có 2 cuốn là Vòng Quay Hèn Nhát và Dựng Lại Việt Nam của tác giả Đỗ Thông Minh in in giúp tôi. Cuốn Dựng Lại Việt Nam là cuốn viết về những cái đường lối đấu tranh và những tham luận chính trị của tôi, để chúng ta dứt khoát là đồ cộng sản, không hòa hợp hòa giải với chúng, và chúng ta cần phải đi theo cái gì, chúng ta tìm cho mình một cái ngọn cờ dân tộc, đó là ngọn cờ vàng của chúng ta, và giữ lấy nó và hiểu thế nào được là ngọn cờ vàng. Ngoài ra thì tôi có viết cuốn Vòng Quay Hèn Nhát là cuốn tập truyện truyện ngắn và thơ, đó là nói lên những thực trạng xã hội đau đớn ở Việt Nam. Ngoài ra thơ thì cũng là những cái đau đớn của tôi đối với lại đất nước Việt Nam. Ngoài ra thì còn nói đến những cái thân phận con người và thậm chí là tình yêu một chút nữa, lãng mạn trong đó. Vừa rồi thì tôi cũng có viết một cái cuốn sách khoảng độ 100 trang, rất là ngắn, cho một số chú như là Ủy ban Điều trị Quốc nội và Hội Người Việt ở bên Canada. Thì các chú nhờ tôi viết một cuốn kể lại cái hành trình, cơ bản hành trình đi tìm tự do của tôi, và tại sao phải đấu tranh chống cộng sản, tại sao phải yêu lá cờ vàng. Viết thật ngắn để cho các chú dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp, để cho các thế hệ 2, thế hệ 3 ở đây hiểu tại sao cha ông chúng tới đây, tại sao bà con tới đây, và tại sao chúng ta phải chống cộng, tại sao chúng ta phải bảo vệ lá cờ vàng. Tới đây nữa thì tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết rất là dài, và có lẽ phải mất 1 đến 2 năm mới hoàn thành, về thân phận con người Việt Nam. Và cuối cùng thì hiện nay tôi cũng đang lúc còn rảnh rỗi thì tôi đang hoàn thành nốt cái cuốn mà tôi theo đuổi rất là nhiều năm nay, đó là cái cuốn về vũ trụ và thời gian, đó là cái cuốn về khoa học kỹ thuật. Thì đó là tất cả những gì tôi đang làm cho quê hương Việt Nam, và đó là cái tấm lòng của tôi, và tôi hy vọng rằng những đóng góp của tôi để khi mà tôi nằm xuống tôi không hổ thẹn với quê hương đất nước. Vâng, bây giờ thì đã có mặt ở xứ sở tự do và không phải là qua internet nữa mà Hùng đã có dịp gặp học giả Đỗ Thông Minh. Thì qua cái việc những cái cống hiến 45 năm hoạt động và những lần tiếp xúc với là học giả Đỗ Thông Minh, thì trong cái chương trình của Đỗ Thông Minh 45 năm hoạt động tại thành phố San Jose, nếu có một điều gì đó nói với cử tọa đang tham dự về Hùng tinh cẩn và đã có dịp tiếp xúc với lại học giả Đỗ Thông Minh, Hùng có gửi lời gì đến với cử tọa cũng giống như gửi đến học giả Đỗ Thông Minh. Chú Nghe Lữ mời Hùng. Thưa quý khán thính giả, thưa chú Nghệ Lữ, thì ngày 26 tháng 9 vừa qua thì học giả Đỗ Thông Minh có tới Toronto và có thể và sắp xếp một cái buổi ra mắt sách tại Toronto. Tuy nó không lớn nhưng mà đại khái là nó rất là đầm ấm trong cái tình anh em và tình thân hữu. Thì buổi bán sách đó thì cơ bản mọi người rất là ủng hộ, và thực sự mà nói thì tôi được cộng tác với chú Đỗ Thông Minh cũng như chú Nghệ Lữ, nó là một cái niềm vui cho tôi, bởi vì tôi thấy rằng hai hai chú đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cái vấn đề là xuất bản sách khi còn tôi ở tù, và cho đến bây giờ thì giúp tôi xuất bản và ra mắt sách, thì đó là một niềm vui của tôi, và tôi xin một lần nữa xin cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh và chú Nghệ Lữ. Thì ngoài ra thì tôi cũng muốn nhắn gửi các cử tọa cũng như là chú Đỗ Thông Minh rằng thực sự mà nói những cái việc làm của chú Đỗ Thông Minh rất có ý nghĩa trong 45 năm qua đã đóng góp cho quê hương dân tộc Việt Nam, và cái con đường chú đi đó là đem sự thật, đem trí thức đến cho người Việt
hải ngoại. Đó là một cái điều mà đáng quý trong cái tình trạng mà internet phổ biến quá hiện nay và số người đọc sách thì không còn. Nhưng những cái nỗ lực của chú Nghĩa Lữ, của chú Đỗ Thông Minh, hay là xa hơn là của nhà văn Trần Phong Vũ, nhà văn Nguyên Thao, đều đem lại một cái gì đó tuy có hơi cổ điển một chút, tuy có thể mọi người cho rằng không thực sự là ăn khách bây giờ, nhưng có lẽ đối với tôi điều đó vẫn là điều tuyệt vời, và chúng ta phải giữ được cái gốc của quê hương dân tộc Việt Nam. Vâng, cảm ơn Hùng đã dành cho chú Nghĩa Lữ cái cuộc nói chuyện này, và mong rằng có dịp chúng ta sẽ nói nhiều hơn nữa về hiện tình đất nước qua cái nhìn của một người từ trong nước ra hải ngoại, cũng giống như cái tâm tình của người từ trong nước ra hải ngoại nhìn về cộng đồng người Việt ở hải ngoại khắp nơi. Chúc cảm ơn Hùng. Dạ, xin chào chú Nghĩa Lữ, xin chào quý khán thính giả. Một con sâu làm giàu nồi canh, vài con sâu gươm bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thổi xóm, những bầy sâu ơi những bầy sâu đục ruộng cả quê hương. Những con sâu béo tròn béo trục, ăn cầu đường sắt thép xi măng, ăn cơ quan công quyền chức tước, ăn lớp trường, ăn cả nhà thương. Một con sâu làm giàu nổi.